Xin chào các bạn, chiếc màn mình hiện giờ là chiếc Sony Vaio E dòng 11 inch. Đây là một dòng mà Sony mới vừa giới thiệu. Đây cũng là chiếc E11 inch đầu tiên mà Sony sản xuất. Phần nắp máy được làm bằng nhựa màu trắng rất là đẹp. Máy có kích thước nhỏ gọn nên chúng ta có thể dễ dàng di chuyển nó. Đây là cảnh trước của máy. Với cảnh trước này thì chúng ta có một dãy các nút thể hiện nút nguồn, ổ cứng, sạc pin và đèn báo hiệu wireless như là tất cả những dòng Sony khác. Giờ mình sẽ cho các bạn xem cái cạnh bên của nó. Cái cạnh bên này Sony gọi là thiết kế gói quà. Các bạn có thể thấy cái đường những đường cong viền như vậy rất là đẹp. Bên đây cũng có một số cổng như USB rồi tai nghe vân vân. Ở bên cạnh trái này cũng thiết kế tương tự như vậy, nhưng có thêm cổng Vega, có khe tản nhiệt, có một cổng USB 2.0, một cổng USB 3.0. Đây là bàn phím của máy, mặc dù máy này chỉ có màn hình 11 inch, nhưng mà những cái phím này lớn, gõ rất là dễ dàng, như là khi bạn thao tác với những chiếc máy bự hơn. Còn đây là phím nguồn của máy, làm rất là nhỏ gọn. Chiếc máy này là mẫu Vaio E11 inch có màu trắng. Ở đây là một chiếc Vaio E11 inch màu đen. Và còn bên đây là một chiếc Vaio E có màu hồng và cạnh viền thì màu trắng, rất là dễ thương, thích hợp các bạn nữ. Chú heo cũng rất là dễ thương. Xin cảm ơn.